Xin chào tất cả mọi người và chào mừng em đã tiếp tục quay trở lại với series God of War tập 3. Lại là tôi đã với đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cái cuộc hành trình của tôi cùng với con trai tôi. Hiện tại thì như anh em có thể thấy là bọn tôi đang ở một cái khu hầm mỏ để tìm kiếm một vị thần anh em ạ. Một người mà tôi có nghe nói là sở hữu một cái sức mạnh rất là kinh khủng. Và hiện tại ông ta đang bị giam giữ ở trong cái hầm mỏ này. Thế nên đó là lý do mà tôi cùng với con trai phải lặn lội một chặng đường xa tới đây để giải cứu ông ta. Và khiến cho ông ta trở thành đồng minh của bọn tôi để có thể dễ dàng khởi nghĩa chiến tranh. Và bọn tôi sẽ cùng đứng lên và chống lại thần Odin, một vị thần tối cao độc ác cùng với rất là nhiều các âm mưu xảo quyệt luôn làm hại người khác. Thế nên là chúng ta sẽ phải nhanh chóng vào trong thôi mọi người. Bọn tôi đã tới cửa hang của cái khu hầm mỏ rồi này. To chưa? Không biết là cái vị thần mà bọn tôi đang tìm kiếm bị giam giữ ở cái chỗ nào trong cái khu hầm mỏ này đây. Chứ thực sự là nó rộng quá anh em ơi. Ấy da, có gì đây? Xử lý bọn nó đi con trai. Mấy cái con bọ bé tí mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến thẳng sâu vào trong để tìm kiếm nơi giam giữ cái vị thần kia. Nhưng mà khả năng là trên đường đi sẽ còn nhiều con quái vật nữa đấy. Bởi vì đây là một cái khu hầm mỏ mà. Thế nên vừa đi là sẽ phải vừa chú ý xung quanh, hiểu chưa con trai? May mà ở bên trong cái khu hầm mỏ này vẫn còn một ít đèn với cả một ít ánh sáng chiếu vào anh em ạ. Chứ thề luôn, nếu mà tối om phát chắc là tôi thành người mù gió đường luôn đấy chứ. Rồi, trèo lên đây nào. Ấy da, lại quái vật gì kia? Đấy, tôi biết ngay là sẽ có những cái con gì đó nó sinh sống ở trong cái khu này mà. Không thể nào mà bọn tôi vào đây một cách yên ổn như nhà mình được. Ủa ơi, cứ cẩn thận nhé con trai. Đúng lại gần cái con đấy đấy. Để ta xử cho. Nào, đó nó phát xíu băng. Đau chưa? Cho phát nữa này. Thằn lằn với tôi à. Mà không biết con này có phải thằn lằn nữa không anh em ạ. Trông nó giống cái con gì ấy chứ. Rồi kệ đi, xong rồi. Đi tiếp thôi con trai. Mà không hiểu sao bọn tôi lại tìm được một cái thuyền ở đây nhỉ. Tiện đường ngồi lên đi sâu vào trong luôn, đỡ phải đi bộ. Uầy uầy, bám chắc vào nào. Nó chết xuống kia. Ồ, khu này đẹp vậy. Đây có thật là cái nơi mà đang giam giữ cái vị thần bọn tôi đang tìm kiếm không đây? Tôi cảm giác nó giống khu du lịch sinh thái hơn ý anh em ạ. Ảo thật. Vừa có những dòng nước chảy, lại vừa có cả núi đá nữa chứ. Trông chiêu thực sự. Từ nãy giờ bọn tôi đã đi khá sâu vào trong rồi và vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì là tìm ra được cái vị thần kia cả. Liệu là ông ta đang bị giam giữ ở đâu? Đang bị giam ở trong một cái chuồng hay là bị giam ở một cái vách đá nào đó xung quanh đây? Tò mò thật. Và trước khi bắt đầu, anh em cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều những cái tập nó hay hơn nữa. Nếu video này đạt đủ 20.000 like, chúng ta sẽ lại có một cái tập tiếp theo trong quãng thời gian sớm nhất nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Từ từ, mọi người nhìn đây. Bọn tôi vừa tìm thấy một cái cánh cửa đang bị phong ấn. Liệu là vị thần mà bọn tôi đang tìm kiếm đang ở bên trong? Chứ không thì sao nó lại bị phong ấn như vậy? Ok, bắn hết ra đi con trai. Có thể anh em chưa biết thì cung tên của con trai tôi được chế tạo từ những người lùn. Nó có khả năng gỡ bỏ được phong ấn. Thế nên đó là lý do mà bọn tôi phá ra được. Giờ thì mở nào. Hả? Thằng nào nói vậy? À, là bọn lính canh của thần Odin anh em ơi. Vậy thì có khả năng cái người mà bọn tôi đang tìm kiếm đang nằm ở sau cánh cổng kia rồi. Thế nên đó là lý do mà có lính canh ở đây. Xử hết bọn nó nào. Mày nhơn. Ờ, đấm cho tan xác luôn này. Ok, xong rồi. Ít lính canh thế thôi à? Tưởng gì chứ cái khu này cũng không được bảo vệ nghiêm ngặt lắm nhỉ. Kéo cái cổng này ra nào. Ủa ơi, nặng vậy. Rồi rồi, mạnh lên nào. Rồi. Đổ rồi. Liệu người mà bọn tôi đang tìm kiếm đang ở trong kia? Tiến sâu vào trong xem nào. Ông ấy kia rồi. Đúng như tôi dự đoán. Tên thần Odin xấu xa chính là người giam giữ và hành hạ ông ấy ở đây rất là nhiều năm. Giờ thì tôi có thể giải cứu rồi. Cắt cái dây này ra nào. Ok, giờ thì ông đã được tự do rồi đấy. Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây và cùng đứng lên chống lại thần Odin, hiểu chưa? Ở kia cái gì đấy? Tôi có làm hại ông đâu ở kia. Không phải sợ. Ở kia cái thằng này. Được rồi.
Thần kiểu gì nhát như thổ đế vậy trời. Này chạy đâu đây? Bọn tôi tới đây để giải cứu ông mà. Rồi đất ơi, lại mấy cái bọn lính canh này cản bước nữa chứ. Không hiểu cái thằng thần kia giải cứu xong nó bỏ chạy luôn anh em ạ. Tức là kiểu bị giam giữ ở đây lâu năm nên là nó sợ quá hay sao ấy. Thôi giải quyết mấy bọn lính canh này trước rồi tính. Chúng mày làm sao? Lính với trời canh này. Sao mà đỡ được cái pha combo này. Ui, anh em có để ý là có một cái luồng tím phát ra từ cái vũ khí của bọn nó không? Đó đó đó, anh em thấy chưa? Hình như cái luồng tím này là sức mạnh của Odin truyền cho bọn nó hay sao ấy. Mạnh thật. Vừa mới trúng một nhát thôi mà trông nó rút máu của tôi kìa. Cái thằng thần kia đâu? Vừa mới giải cứu xong chạy đâu mất tiêu rồi. Khổ thật. Không biết là con trai tôi đã đuổi được cái thằng đấy chưa. Ủa ôi, là con gì đây? Ai ra, ai ra? Châu ơi. Uầy, khỏe mày. Ăn phát rìu vào mặt. Đau chưa? Bay mũ liền. Là sao bố lão á? Đây đây. Ai ra. Thằng này cũng được nhá. Một ít sức mạnh của thần Odin được gắn vào tay của nó anh em ạ. Thế nên nó đấm khá là đau. Tôi sẽ phải cẩn thận. Rồi, thế là xử lý xong mấy cái thằng lính gác rồi. Cũng là phiền phức thế nhở. Tưởng vào đây là giải cứu được cái ông thần kia nhanh chóng chứ. À kia rồi, đang ngồi kia rồi. Mày làm cái trò gì mà đã mất công tới đây giải cứu, ngồi đây sợ hãi về mày. Đứng lên nào. Ông có phải là một vị thần đã từng chỉ huy chiến tranh không? Một vị thần đã từng chỉ đạo và giải cứu rất là nhiều những người khổng lồ. Hãy nhớ lại đi. Chúng ta sẽ phải cùng thoát khỏi đây và cùng đứng lên chống lại thần Odin. Đó phải như vậy chứ. Hãy nhớ lại mình về những ngày trước đi. Đừng có là cái con thỏ đế như vừa nãy nữa. Ở kìa, sao lại ngồi xuống lẩm bẩm cái gì vậy trời? Thằng này chơi đùa à? Bảo đứng lên cơ mà. 2 hours later. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Nhớ là đang chạy đừng có ngồi xuống lẩm bẩm cái gì nữa ấy. Khổ thật anh em ơi. Không biết là cái ông thần này có thể giúp bọn tôi đứng lên chống lại thần Odin thật không ấy chứ. Tôi chỉ sợ là cái thằng yếu đuối này chả làm được cái tích sự gì thôi. Với cả không biết là nó có thực sự là có sức mạnh không. À thì em lỡ mồm tí mà. Em nói nhầm mà. Em nói mấy con quái vật vừa nãy không có sức mạnh mà. À, anh bỏ qua em nhá. Nhầm tí. Anh Giai này công nhận được ấy nhỉ. Đúng là tới đây cứu anh Giai là một cái quyết định sáng suốt của em anh ạ. Hy vọng là anh có thể giúp em đứng lên chống lại thần Odin. Chúng ta sẽ cùng chiến đấu cùng nhau. Là chắc chắn sẽ có thể giải cứu được cả thế giới này mà thôi. Sao, chói mắt không anh Giai? Chắc là bị nhốt ở đây lâu ngày, chắc là lâu được không ra ánh sáng đúng không? Không sao, dần dần lại quen lại thôi mà. Anh Giai cứ yên tâm là bọn em sẽ giúp anh hòa nhập lại với thế giới loài người. Ok. Thằng nó bỏ chạy đi tiếp về mày. Đánh mấy con quái vật kia đi chứ. Ủa ai? Kìa đâu rồi? Trời đất, lại núp như thỏ đế rồi. Quẩy như vậy mà sao không đánh mấy con quái vật này đi mày. Ê luôn, chắc là tôi lại nghĩ lại rồi anh em ạ. Thằng này tuy khỏe thật nhưng mà nó hình như không muốn chiến đấu hay sao ấy. Thế mà cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ chứ. Thế này lúc đánh nhau với thần Odin nó đứng nhìn chắc nó đứng cổ vũ thôi chứ làm được cái gì. Nhanh tay kéo cái này giúp tao đi mày. Để tao kéo một mình à. Vớ vẩn bố láo xiên nó phát bây giờ. Đúng rồi, kéo mạnh lên. Chúng ta sẽ phải sang khu bên kia. Ủa thôi xong rồi. Thằng thần Odin nó đã cử thêm lính canh tới đây. Hình như là bọn chúng đã biết được là tôi giải cứu cái vị thần này. Nhanh nào, chúng ta phải thoát khỏi cái vùng đất này. Kéo nhanh lên. Uầy, nó tới kìa, cẩn thận. Ủa xong rồi. Nếu mà không mau chóng thoát khỏi vùng đất này bọn tôi sẽ bị bắt mất. Không biết là nó cử bao nhiêu lính tới đây nữa. Giải quyết thằng này nhanh nào. Rồi, chúng ta sẽ sử dụng cánh cổng dịch chuyển này để trốn về ngôi nhà của hai ông thợ rèn người lùn. Nhanh lên nào. Cũng may là bọn tôi thoát được cái vùng đất vừa nãy nhanh anh em ạ.
chứ nếu không ở lại đó là mệt lắm đấy. Bởi vì cái ông thần mà bọn tôi vừa tìm kiếm làm gì chiến đấu được nữa đâu. Khổ thất. Đó, ngồi xuống nghỉ ngơi đây. Nên nhớ là trong trận chiến sắp tới là ông sẽ phải chiến đấu đấy, hiểu chưa? Chứ không phải là vô dụng như thế đâu. Nói chung thì chúng ta có thể dễ dàng ăn uống ngủ nghỉ ở đây. Và chắc chắn là cái khu này sẽ không bị thần Odin phát hiện đâu. Bởi vì nó nằm ở một cái chiều không gian khác mà. Nó rất là an toàn. Úi giời, cái gì đây? À, hai cha con tôi hiện tại là đang cãi nhau anh em ạ. Bởi vì là thằng con tôi nó nghĩ nó là thần Loki, một vị thần trong truyền thuyết mà rất là nhiều sự tiên tri đã được ghi lại. Còn tôi thì lại đang không muốn nó tìm hiểu những thứ như vậy, và chỉ muốn nó là con trai tôi mà thôi, đại loại là như thế. Rồi luôn, bỏ bữa không ăn nữa luôn. Thằng này bố láo nhở, thái độ à. Lát ra tao tét đít mày nha cu. À, lên giường đi ngủ còn cầm theo cái gì đây? Bóng cười à? Này, bây giờ lại có biết cả chơi đồ anh em ạ. Khá quá nhở. Rồi xong, chơi xong quả bóng kia ngủ luôn. Chả ăn uống cái gì cả. Ui rồi. Gì đây? Đấy, anh em thấy chưa? Chỉ có thể là bóng cười thì nó mới gây ra cái ảo ảnh tình trạng như thế này thôi. Không thể nào là ngủ mơ được. Ui giời ơi, cái gì đây? Nó nói mày bao nhiêu lần rồi con. Đấy, tác hại của chơi đồ này. Này thì có vẻ như nó đã rơi vào một cái thế giới khá là kỳ lạ anh em ạ. Ô, ở đâu đây? Và sau khi tỉnh dậy thì thằng con tôi đã xuất hiện ở một khu rừng. Đấy không phải là giấc mơ nữa đâu nha anh em. Vậy thằng con tôi trong lúc ngủ nó dịch chuyển tới đây à? Uầy, tôi đã bảo thằng con tôi có tương lai làm pháp sư Trung Hoa mà. Ngủ còn teleport được anh em ơi. Vậy thì tại sao trong lúc ngủ nó lại bị dịch chuyển tới cái khu rừng này? Một cái khu rừng khá là kỳ lạ anh em ơi. Hình như đây là cái khu rừng thiết xa trong thần thoại Bắc Âu thì phải. Theo như trong truyền thuyết thì đây là một cái khu rừng đã tạo ra người khổng lồ, tạo ra những con sói và chứa đựng rất là nhiều sự bí ẩn. Có thể là do lúc nãy trước khi đi ngủ, thằng con trai tôi nó đã suy nghĩ rất nhiều về việc nó là ai, nó có phải là thần Loki hay không, và rất là nhiều những cái bí ẩn khác. Thế nên một phép màu nào đó đã đưa thằng con trai tôi tới đây để tìm ra câu trả lời. Thôi xong rồi, tầm này ở nhà cha không thấy đâu thì lúc về ăn đòn nha cu. Trốn đi vào rừng chơi cả. À, cái gì đây? Một bức tranh à? Ái da, ai vậy? Có một cô bé sinh sống ở trong cái khu rừng bí ẩn này anh em ơi. Hảo nhá. Thế thì làm bạn luôn thôi chứ còn gì. Ái da, cô bé này cũng phá sư à? Được quá nhá. Thế thì hợp với thằng con trai tôi quá rồi chứ còn gì. Thôi cái tầm này ở đây chơi luôn, có khi chả về nhà nữa ấy chứ. Ui giời ơi, khu rừng đẹp thế này còn có gái ở đây nữa, còn gì bằng. Ok á. Mà sao lại có cả quái vật là sao? Ui nhưng mà cái cô bé kia mạnh phết anh em nhá. Ui, ném ra mấy cái gì kiểu phấn bột ấy nhỉ. Ui, thằng con trai tôi bây giờ cũng hoành tráng phết này. Hình như vừa cận chiến được vừa bắn cung được từ xa hay sao ấy. Đúng là thằng con tôi nó trưởng thành khác ngày xưa thật. Giờ có thể tự đi chiến đấu với bọn quái vật rồi. Ấy ê, nào từ từ, bỏ ra mày. Để con kia giúp cái nào. Rồi, cầm diêu à? Làm sao? Ui dồi ôi, ui dồi ôi, đâu ra con hiêu đây vậy? Cuộc chiến của những pháp sư à? Rồi xong rồi, thằng con tôi tình hình của nó mạnh quá anh em ơi. Có khi nào nó là thần Loki thật không? Cái tầm này sinh tồn ở đây một thời gian, nó về nhà nó tuyên bố trèo lên đầu tôi ngồi chắc là thôi xong đấy anh em ạ. Cái gì đây? Đừng bảo là lá rau muống nhá. Vùng đất này sao lại có cái thứ này à, cô bé ơi? Ôi giời, tiếng gì nhỉ? Uầy, con gì đây? Hình như là thú cưng của cô bé này anh em ạ. À, thì ra là nó ăn cái thứ này à. Hay thế nhỉ. Vậy là có thứ để cưỡi rồi anh em ơi. Trông này, chiều chưa? Thề luôn với anh em, nếu mà bây giờ bảo tôi đi ngủ xong rồi tôi bị dịch chuyển tới một cái vùng đất như thế này,
Nó vừa đẹp lại còn vừa có gái thì chắc tôi cũng đi luôn anh em ạ. Nó cứ phải gọi là hết nước châm. Ấy da, lại còn hái quả cùng nhau nữa à. Hay thế nhỉ. Kiểu này thằng con tôi ở đây chắc là chả nhớ gì về cha nó nữa đâu. Vậy là sau 2 ngày thì thằng con trai tôi nó đã học được rất là nhiều thứ ở đây. Thậm chí nó còn có cả một cái bộ áo mới nữa kìa. Anh em thấy chưa? Cô bé đi cùng vào cái vùng đất này đã dạy cho thằng con trai tôi rất là nhiều những cái khả năng sinh tồn kỳ lạ. Tất nhiên là những con quái vật nó cũng vậy nữa. Và chỉ sau 2 ngày thì sức mạnh của nó đã tiến bộ vượt bậc. Nó đã có thể kiểm soát được cái khả năng biến thành những con thú của mình. Đó anh em thấy chưa? Và áp dụng nó trong những cái việc chiến đấu xung quanh. Cuộc sống của nó trong 2 cái ngày này cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn bị áp lực khi sinh sống cùng với thần chiến tranh nữa. Hả? Tiến độ gì vậy? Một con chó sói đang bị ai đó bắt anh em ơi. Giọng của ai vậy? Ủa ơi, hình như có một bà già nào đó vừa bắt con chó sói kia đi. Không biết là ai lại đi làm cái hành động đấy nhỉ. Con chó sói bị thương rồi này. Nó để lại những cái vết máu ở đây. Bọn tôi có nên bám theo hay không? À? Thêm cái tiếng gì ấy nhỉ? Ủa ấy? Một con bò liếm đá. Bò chơi đá. À không, hình như con này đã bị hút linh hồn rồi anh em ơi. Mọi người để ý là mắt của nó màu trắng kia kìa. Theo như trong truyền thuyết thì con bò này đã bị một thứ gì đó hút linh hồn. Và chỉ còn thể xác như thế này thôi. Vậy là có thể là cái kẻ vừa nãy đã bắt con chó sói kia đi đã gây ra những cái vụ việc này. Có lẽ nào là một kẻ hút linh hồn của động vật hay sao? Mà ta vừa trốn vào đây thì phải. Ủa ai? Cánh cổng gì mà to vậy trời? Chúng ta sẽ phải tìm đường để đi vào. Kỳ lạ thật. Tại sao lại ở trong một cái nơi mà cánh cổng nó to như vậy chứ? Có lẽ nào là người khổng lồ sinh sống ở đây sao? Đi đường này vào trong xem nào. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải giải cứu cái con chó sói kia. Nếu không là nó cũng sẽ bị hút linh hồn như con bò vừa nãy mất. Ủa anh em nhìn này, đồ đạc ở trong cái căn nhà này trông rất là to luôn. Đúng là đây là một cái ngôi nhà cho người khổng lồ sinh sống rồi. Thử đi vòng xung quanh và điều tra xem con sói vừa nãy ở đâu nào. Chúng ta sẽ phải giải cứu nó. Trông căn nhà này bừa bộn chưa? Toàn mấy cái lồng gỗ chứ. Ui, vừa xong rồi. Tôi lỡ làm đổ cái cốc rồi. Dựng lên nào. Một cốc này thầy luôn chắc phải làm cái bể bơi chứ. To thật. Ui ui, hình như nó vậy. Kìa rồi. Đúng là một người khổng lồ đang cầm con sói kia. Ui, chạy. Mày qua, mà ta vẫn chưa phát hiện ra bọn tôi. Hình như cái nồi màu tím đằng kia chính là cái công cụ để bà ta hút linh hồn của những con động vật xung quanh khu rừng. Vậy thì tôi sẽ phải giải cứu con chó sói và phá hủy cái nồi đó. Ok. Cẩn thận nào. Yên lặng chó sói. Để tao giải cứu cho mày. Rồi, chạy thoát khỏi đây đi mày. Ui, tôi bị phát hiện rồi. Ui không. Nào bỏ ra cái bà này. Đúng rồi. Đúng rồi. Nguy hiểm quá anh em ơi. Ôi, chạy nhanh. Giỏi chui vào đây. Mày quá thoát rồi. Con chó sói kia chắc là cũng chạy được ra ngoài rồi anh em ơi.
Nhưng mà giờ bọn tôi vẫn phải quay trở lại để tìm cách phá hủy cái công cụ mà hút linh hồn kia. Ok, bà ta đang tìm chúng ta ở dưới đấy. Di chuyển thật nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ tôi sẽ phải đu qua kia để phá hủy cái nồi đó, sau đó chạy trốn ra khỏi đây là được. Rồi, mở đi. Úi dồi ôi, được rồi, cái nồi đó vẫn chưa thực sự mở anh em ơi. Ôi không, bà ta phát hiện ra rồi. Nào nào, cháu có làm gì đâu, cháu lạc đường tí thôi mà. Ôi sao, sao mà đánh được cái con này đây? À, hình như phải bắn vào cái nồi, nó sẽ phát nổ ra một thứ ánh sáng. Ok, lấy độc trị độc liền. Cố gắng bắn vào cái nồi nào. Ôi, né né né. Giỏi lại đây. Hình như cái bà này khá là chậm chạp thì phải. Tuy là một người khổng lồ nhưng mà có vẻ khá là yếu. Và tốc độ của thằng con trai tôi vượt bật hơn hẳn. Nhưng mà cái nồi kia thì khó vỡ quá. Sao mà phá được nhỉ? Ôi, cái gì đây? Tôi tìm một cái lối lên nào. Đây đây đây. Ui, tí gì chết. Nào rồi, lại đây. Người khổng lồ mà không đánh được người tí hon à? Hình như cái bà này, sức mạnh của bà ấy chỉ là từ cái nồi kia thôi hay sao ấy anh em ơi. Chứ tôi thấy bà ta chả tấn công gì nhiều cả. Vậy thì nếu phá được cái nồi kia thì chúng ta sẽ vô hiệu hóa được cái khả năng tấn công của bà ta, và đồng thời cũng sẽ giải cứu được những con sinh vật đã bị hút linh hồn vào trong đó. Vỡ đi nào, vỡ đi nào. Xong rồi, không được rồi. Cái nồi kia nó vẫn chưa vỡ anh em ơi. Ui, phải né cẩn thận, nếu không trúng một cái độc từ đấy là tôi cũng sẽ bị hút linh hồn luôn. Ồ, cơ hội đây rồi. Xong, thế là tôi đã loại bỏ được kế hoạch hút linh hồn của cái bà Titan khổng lồ này. Đúng là ghê gớm thật, không hổ danh là con trai của thần chiến tranh mà. Giờ thì đi nào. Nếu mọi người muốn theo dõi thêm tập 4 về cái con game này thì cũng đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh để giúp cho tôi có nhiều động lực ra mắt thêm nhiều video hay hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào những cái video lần sau.